Hi, xin chào quý anh chị và các bạn. Thời gian trước thì mình có đăng trên Facebook một hình ảnh mình chuẩn bị trộn cám để cho cá bảy màu ăn các bạn. Thì một số bạn cũng hỏi xin mình cái công thức làm cám trộn. Tuy nhiên là mình có comment lại trả lời là để cho mình trải nghiệm một thời gian. Khi mà mình thấy một cái hiệu quả của cám trộn như thế nào đó thì khi đó mình mới chia sẻ cho quý anh chị và các bạn. Trước tiên thì mình sẽ nói về cái thành phần trong cám trộn các bạn. Thì sau 2 tháng sử dụng thì mình cảm thấy hiệu quả nó không đạt như mình mong đợi, và cũng không đạt như những cái lời quảng cáo của một số bạn đi trước đã từng trộn cám. Thì cái thành phần trong cám trộn các bạn, đầu tiên là có phát cám, và một phần nữa đó là men tiêu hóa. Cái công thức thứ hai là các bạn trộn nhiều loại cám với nhau lại thành một cái loại cám, và sau đó kết hợp với men tiêu hóa. Thì cái mà mình không tâm đắc đó là trộn cám với men tiêu hóa cho cá ăn thường xuyên các bạn. Thì một lát mình sẽ nói về cái vấn đề men tiêu hóa nha. Bây giờ thì mình sẽ nói về trộn tất cả các loại cám lại với nhau để cho cá ăn, với cái mục đích là để cá tăng trọng nè, rồi cá dễ ăn, dễ tiêu hóa, rồi khi mà trộn lại nhiều thì sẽ tăng đạm này nọ. Ok, thì mình sẽ nói từ từ. Thực tế bản chất của một cái loại cám đơn các bạn là nó là thành phần trộn của nhiều cái thành phẩm căn bản mà nhà sản xuất họ đã sử dụng để họ trộn, sau đó họ đã có kiểm định ok và chất lượng như thế nào, thì công thức họ ghi đầy đủ những thành phần, ví dụ như là đạm, bao nhiêu canxi, vân vân, thì họ đã kiểm định đầy đủ hết và họ đăng ký để sản xuất và được chấp nhận và được tung ra thị trường. Thì bản chất của một cái loại cám đơn như vậy thì nó cũng đã đủ để chúng ta cho cá ăn được theo một cái tiêu chuẩn nào đó. Khi mà quý anh chị và các bạn đem nhiều cái loại cám đơn như thế này mà các bạn lại trộn với nhau, đem về trộn với nhau để làm một cái sản phẩm thương hiệu cho quý anh chị và các bạn, thì cái điều đó thì mình sẽ không bàn tới. Tuy nhiên mình sẽ nói về cái vấn đề, cái thứ nhất là bảo quản. Thì ví dụ như cám này các bạn, Green Fish, cám này là Tomboy và cám này là cám Thái. Thì cái bảo quản của cám Thái, cái độ ẩm của nó mình nhớ không lầm là 8 chấm, thằng này là 11 chấm. Thì khi hai cái loại cám mà cái độ ẩm bảo quản nó khác nhau mà các bạn đi trộn về với nhau, thì cái vấn đề bảo quản cái loại cám này thì nó thật sự là không tốt bằng các bạn bảo quản đơn một phần cám. Đó là cái lý do mà khi mà các bạn muốn trộn cám cho cá ăn thì các bạn nên, khi nào cho ăn thì các bạn nên trộn những cái phần nhỏ thôi nha. Các bạn nên trộn cái phần nhỏ rồi cho ăn hết, chứ không nên trộn một lúc rất là nhiều sau đó để chung và bảo quản chung nha. Đó là một cái lưu ý đầu tiên. Cái thứ hai là nhiều người ta nói là trộn cám đó các bạn là để tăng cái hàm lượng đạm cho cám, thì không tăng nha các bạn. Ví dụ như thằng này là 45 đạm nè, thằng này là 42 đạm nè, và thằng này là 55 đạm. Cho dù ba thằng này có trộn với nhau đi chăng nữa thì tối đa nó cũng chỉ là 55 đạm, chứ nó sẽ không tăng lên một cái mức nào hết. Cho nên cái việc mà trộn tất cả cám với nhau để tăng cái lượng đạm là không có tăng cái lượng đạm nha các bạn. Chỉ đứng ở cái lượng đạm cao nhất của cái thằng được trộn thôi. Đấy. Rồi. Nói đến về cái vấn đề mà cám trộn mà cho cá ăn, làm cho trong nước, tiết kiệm thời gian. Thì mình nói như thế này, trong quá trình mà mình quan sát mình cho cá ăn rồi đó các bạn, thì mình thấy là khi mà mình trộn nhiều loại cám lại với nhau, khi mà mình cho ăn á, mình quan sát á, thì con cám, xin lỗi, thì con cá nó giống như là một cái bàn tiệc như nè.
đó, những cái thức ăn ngon dở và trung bình. Thì tất nhiên là con cá ban đầu thì có thể là nó sẽ ăn mỗi thứ một miếng để thử, nhưng mà mỗi ngày các bạn cho ăn thường xuyên thì nhất định con cá nó chỉ ăn những cái thức ăn ngon thôi, còn cái phần dở nó bỏ, nó ngậm xong rồi nó nhả. Nếu quý anh chị các bạn nào mà đã từng cho cá ăn và từng quan sát thì các bạn sẽ thấy là con cá nó ngậm vô cái thức ăn xong rồi nó nhả, nghĩa là cái thức ăn đó nó không cảm thấy ngon. Mà khi mà các bạn chọn ba loại cá mà nó chỉ ăn một loại thì tất nhiên là hai loại kia nó bị đào thải kìa. Đấy, thì cái môi trường của mình nuôi nó may mắn được cái là mình có nuôi ốc chung với cá luôn, cho nên ốc nó xử lý luôn cái phần thức ăn thừa. Tuy nhiên nếu mà quý anh chị hoặc bạn không có nuôi ốc hay nuôi một cách không có tự nhiên giống như mình đó, thì tất nhiên là nó sẽ ô nhiễm cái nguồn nước đó, nó sẽ không làm trong nước được đâu quý anh chị hoặc bạn. Còn cái vấn đề mà nói là cho ăn cám trộn thì con cá nó sẽ kích thích ăn và tăng trọng nhanh đó quý chị và các bạn. Thì thật sự là sau 2 tháng thì mình thấy nó cũng không có tăng trọng nhanh cho lắm, nhưng mà kích thích ăn thì có hợp lý, bởi vì trong cái thành phần của cám trộn đó, có là men tiêu hóa. Nhưng mà khi mới nãy mình có nói đó là mình không tâm đắc cái vấn đề mà trộn men tiêu hóa trực tiếp vào cám và cho cá ăn thường xuyên, là bởi vì sao? Thì nếu như quý anh chị và các bạn gõ ở trên Google đó, thì là có nên sử dụng men tiêu hóa thường xuyên hay không thì sẽ ra được cái bài này. Thì mình sẽ đọc một cái phần ngắn gọn cho mọi người tham khảo nha. Tuy men tiêu hóa không gây ảnh hưởng đến tính mạng nhưng không nên lạm dụng, bởi dùng kéo dài thì sẽ khiến cho chủ thể phụ thuộc vào men, và khi không có men tiêu hóa thì chủ thể sẽ không ăn nữa và các tuyến tiêu hóa sẽ bị ức chế, giảm cái chức năng bài tiết và sẽ bị teo nhỏ. Thì theo như nãy giờ chúng ta nghe thì chúng ta có thể lý giải được là tại sao khi quý anh chị và các bạn thấy cá ở nơi mà quý anh chị và các bạn muốn mua nó to béo và nó đẹp, body rất là đẹp, nhưng mà khi mà đem về chúng ta cho ăn nó vẫn ăn vậy, nhưng mà càng ngày nó bị teo, nó teo rồi nó tóp, rồi từ từ nó biến ăn và từ từ nó sẽ ra đi. Thì đó là cái tình trạng mà lạm dụng men tiêu hóa. Nếu như quý anh chị và các bạn ở nhà mà có chuẩn bị sẵn men tiêu hóa rồi các bạn cũng trộn cho cá ăn thì nó cũng có thể duy trì được một cái khoảng thời gian nào đó thôi, duy trì thêm một khoảng thời gian dài hơn một chút thôi, chứ con cá nó sẽ không có bền đến cái mức độ mà các bạn có thể sử dụng lại làm giống. Vậy thì giờ chúng ta sử dụng men tiêu hóa như thế nào cho hợp lý? Thì nếu như trong quá trình mà các bạn nuôi cá mà các bạn quan sát là thấy con cá của các bạn nó có dấu hiệu như là ị ra phân trắng đó các bạn, thì khi đó các bạn sử dụng men tiêu hóa, các bạn pha vô nước, các bạn nhiễu xuống cho con cá nó ăn trong vòng 1 đến 3 ngày, như vậy là đủ rồi. Đấy, còn đối với những con cá không bị bệnh thì không nhất thiết phải trộn cho nó ăn thường xuyên. Nó kích thích ăn uống như vậy thì nó không tốt, về lâu về dài thì nó lạm dụng nó không tốt. Và có một cái điều nữa đó là men tiêu hóa các bạn, cái hạn sử dụng của cái men tiêu hóa đó, bảo quản đó, nó ngắn hạn hơn so với các loại cám này nữa. Mà các bạn đi trộn trực tiếp vô cám đó, thì khi mà men tiêu hóa nó dễ bị nấm mốc hư thì nó sẽ ảnh hưởng luôn cám của các bạn luôn, nó cũng không có tiện ích nhiều đâu quý anh chị và các bạn. Còn nói về cái vấn đề mà tiết kiệm thời gian á, thì mình thấy thực sự là nếu mà mỗi lần ăn, mỗi lần trộn xong rồi vò viên, rồi mỗi hồ ví dụ như 100 hồ các bạn vò 100 viên thì thực sự là mình thấy là không có tiết kiệm được thời gian. Đấy, thì nếu như quý anh chị và các bạn muốn cho con cá của mình nó thay đổi khẩu vị để nó thích ăn nhiều hơn thì các bạn chia cữ ra, các bạn cho nó ăn ví dụ như buổi sáng thì các bạn cho ăn viên lớn nè, nó
tới chiều chiều cho ăn viên trung bình, hoặc là tối cho ăn này, hoặc là nếu mà hôm nay cho ăn này, ngày mai cho ăn này, ngày mốt cho ăn cái kia. Nghĩa là các bạn chia ra để làm cho con cá nó thấy cái lạ, cái khẩu vị, để nó kích thích, nó thích ăn hơn. Và một cái phần nữa là như thế này, khi mà những cái thành phần này các bạn, khi các bạn trộn với nhau, mình là người tai ngang, mình không có học về cái kiến thức gì về cách trộn hay pha chế, thì mình cũng không biết giữa hai cái cám này, khi mà con cá nó ăn một lọt hai cái này vô, nó có ảnh hưởng tới cái hệ tiêu hóa của nó hay không, mình không biết. Ví dụ như các bạn đặt một cái tương quan với con người đi, khi mà các bạn ăn cái món này xong rồi các bạn lại đi ăn món kia mà không có một cái khoảng cách thời gian cố định, các bạn ăn dồn dập thì các bạn dễ bị tai chịu đó. Trên thực tế đó các bạn, thì con cá bảy màu đó, là một cái loại cá mà nó ăn tạp. Quý anh chị và các bạn có thể thấy là có người đó, người ta bầm khoai lang nè, người ta nghiền khoai lang ra nó cũng ăn, người ta bầm thịt bò nó cũng ăn, bầm tôm nó cũng ăn, hoặc là bầm cá, bầm ốc gì nó cũng ăn. Nhưng mà nếu mà nó ăn cùng lúc nhiều cái vậy thì nó sẽ dễ bị sinh bụng và ảnh hưởng tiêu hóa của nó. Cho nên là khi ăn một cái món gì xong thì hãy để cho nó một khoảng thời gian để nó có khả năng nó tiêu hóa nè. Rồi cái cuối cùng đó thì mình nói các bạn đừng có lạm dụng men tiêu hóa. Nếu các bạn muốn nuôi con cá đó trong một cái khoảng thời gian dài thì các bạn có thể thấy những cái hồ cá giống của mình đó, con cá nó có thể lên 6 tháng, 8 tháng, có những con là 1 năm luôn, 1 năm tuổi luôn. Còn nếu mà những cái con mà nó bị ảnh hưởng cái hệ tiêu hóa, nhiều khi là đem về nó đẻ ra 1, 2 bầy rồi nó bắt đầu nó biến mất, nó không còn ở với bạn nữa. Hy vọng là video này có thể giúp ích được cho quý anh chị và các bạn. Video này mình làm ra không phải là để ném đá một ai hết nha, mình chỉ chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân của mình. Và nếu như các bạn cảm thấy tốt thì các bạn để cho mình một like, và các bạn hãy để lại cho mình comment coi là có nên hay không nên sử dụng cám trộn để cho cá bảy màu ăn, hay là nên cho cá bảy màu ăn theo phân cử của từng một cái loại cám riêng biệt, những loại thức ăn riêng biệt, và dành một cái thời gian để cho nó tiêu hóa hết. Cảm ơn mọi người đã xem video này, và xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video kỳ sau nha. Bye bye.